Bão Trà My đang giữ cường độ cấp 9 giật cấp 11 và dự kiến chiều tối nay sẽ đi vào Biển Đông và có thể mạnh thêm. Dự báo là bão sẽ liên tục đổi hướng từ hướng Tây sang Tây Tây Bắc rồi lại đổi Tây, sau đó lại đổi sang Tây Tây Nam. Cường độ bão sẽ mạnh lên và đến 7 giờ sáng Chủ nhật có thể lên tới cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, tức là sức gió mạnh nhất lên tới 180 km/h. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 14 đến 19,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Ngoài ra, vùng biển phía Tây của Bắc Biển Đông, gồm huyện đảo Hoàng Sa cũng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị tới Khánh Hòa, phía nam của giữa Biển Đông và phía đông của Nam Biển Đông, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sáng nay, bão nhiệt đới Trà My đã đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines, gây lũ lụt và lở đất trên diện rộng ở khu vực phía đông bắc Philippines, buộc các trường học và cơ quan chính phủ phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp. Ít nhất là 23 người đã tử vong, chủ yếu là do đuối nước, thế nhưng số người thiệt mạng dự kiến sẽ tăng lên do nhiều thị trấn, làng mạc bị cô lập do lũ lụt và sạt lở. Nước lũ đã nhấn chìm nhiều ngôi nhà và cuốn trôi nhiều ô tô, buộc chính quyền phải đóng cửa trường học và nhiều cơ quan. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines cho biết, bão Trà My với sức gió tối đa duy trì ở mức là 95 km/h và gió giật lên tới 160 km/h đang di chuyển về phía Tây qua tỉnh Isabela hướng tới Biển Đông.